Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn bữa cơm gia đình đơn giản. Chỉ cần nấu một món thôi mà mình chia ra làm hai cách rất dễ ăn, không bị ngán. Và các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Mình chuẩn bị ở đây 70.000 thịt xay, 30.000 giò sống, 5 quả cà chua và một ít hành ngò. Mình cho thịt xay và giò sống hay còn gọi là mọc vào một cái thau lớn sạch. Mình nêm vào đây hành, dầu hào, tương ớt, hạt tiêu, chút xíu hạt nêm và chút xíu bột ngọt. Mình dùng bao tay bóp đều để cho phần thịt và phần giò sống cùng với lại gia vị được quyện vào nhau. Phần thịt và giò sống là mình đã đảo đều rồi á, mình cho thịt nghỉ 20 phút. Hành lá thì mình có chừa lại một ít, cà chua thì mình thái nhỏ. Thịt sau khi mà đã ướp gia vị được 20 phút rồi á, bây giờ mình viên tròn lại. Mình viên miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Mình trộn đều thịt với lại giò sống như này á, khi mình chiên lên thì mùi rất là thơm, ăn cũng ngon hơn nữa. Thịt viên này mình sẽ chia làm hai phần, một phần mình sẽ chiên vàng lên để cho các bé chấm tương ớt, còn là một phần thì mình sẽ chiên sơ thôi để sốt với cà chua ăn cùng với lại rau sống. Bây giờ mình bắc chảo lên và cho vào đây dầu. Dầu nóng thì mình cho lần lượt cái phần thịt đã viên vào. Mình để lửa vừa để chiên, khi mà thấy viên thịt đã vàng đều là được nha các bạn. Phần thịt viên này thì rất là nhanh chín, thịt vàng đều rồi mình gắp ra đĩa. Phần này thì mình để cho các bé chấm tương ớt, và phần còn lại thì mình chiên sơ thôi để sốt cà chua. Và mình cứ thế mình chiên lần lượt cho đến hết thì thôi nha các bạn. Phần thịt viên mình đã chiên xong, bây giờ mình bắc một cái chảo mới lên và cho vào đây ít dầu, phi thơm phần đầu hành. Đầu hành thơm á, mình cho phần cà chua vào. Cho thêm vào đây một ít nước thì mình đun cà chua cho nhanh nhừ. Nêm vào đây một ít hạt nêm nha các bạn. Cà chua đã nhừ rồi á, thì bắt đầu mình bỏ hết cái phần thịt mình đã chiên sơ vào. Mình đun lửa nhỏ nhỏ để cho gia vị nó được thấm đều vào. Nêm thêm một xíu mắm. Và cho vào đây 1/2 thìa đường. Mình đun khoảng tầm 10 phút rồi á, thì mình nêm thêm một ít hạt tiêu và cho hết phần hành lá vào và tắt bếp. Hôm nay mình có nấu thêm một tô canh cải xanh. Mình có chừa lại một ít thịt viên. Mình đun nước sôi lên rồi sau đó cho hết thịt viên vào. Thịt chín rồi thì mình cho rau vào luôn. Nêm vào canh một ít gia vị cho vừa ăn với lại khẩu vị của gia đình mình nữa là được. Mình đun sôi lên và rau chín mình cho vào đây một ít tiêu rồi tắt bếp nha các bạn. Vậy là mình đã chuẩn bị xong một bữa cơm đơn giản. Có canh nấu với lại thịt viên. Thịt viên sốt cà chua và thịt viên chiên vàng để chấm cùng với lại tương ớt hoặc tương cà. Nếu đã ăn thịt luộc hoặc là thịt rang chán rồi thì các bạn có thể đổi món cho gia đình mình nhé.
Nếu thấy bổ ích cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Chúc các bạn thành công. Video của mình tới đây cũng đã hết. Rất mong được gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.